Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một dạng bài review xe đánh giá nhanh, một định dạng rất là mới là định dạng 360 độ. Và chiếc xe đầu tiên mở màn cho video định dạng mới này của chúng tôi sẽ là một chiếc xe Honda PCX phiên bản hybrid với động cơ là 150cc. Và ở đây, ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc xe Honda PCX 150 hybrid. Nói chưa sơ qua một chút về thiết kế của chiếc xe này thì bản hybrid này không có gì nhiều khác biệt so với phiên bản PCX thông thường. Tuy nhiên, điều khác biệt duy nhất chính lại nằm ở bên trong của chiếc xe này, đó chính là được trang bị khối motor nữa, cung cấp thêm 1,8 mã lực cho chiếc xe này. Một số người sẽ thắc mắc là động cơ điện như vậy thì có lẽ là PCX sẽ chuyển sang là chạy điện. Thì sẽ phải nhắc lại một lần nữa là Honda PCX Hybrid sẽ không sử dụng động cơ điện để đi lại, mà động cơ điện này sẽ có nhiệm vụ là hỗ trợ thêm lực đẩy cho động cơ xăng, giúp cho chúng ta khi đề pa tăng tốc hoặc là khi cần phải kéo ga đột ngột thì chiếc xe sẽ mạnh mẽ hơn, mang một chút cảm giác lái thể thao hơn. Và đây là những cái trải nghiệm thực tế như vậy. Tôi đã lái chiếc xe này và đã thấy đúng thực sự là khi chuyển sang chế độ S hay tức còn gọi là Sport ở trên xe Honda PCX Hybrid này thì vòng tua đầu tiên rất bốc, một phát là có thể lên 60 km/h ngay, chỉ trong khoảng độ 2 giây mà thôi, rất là nhanh. Và đấy là cái điểm đặc biệt nhất của mẫu xe Honda PCX 150 Hybrid này. Ngoài ra thì chiếc xe không có sự thay đổi gì về thiết kế cả. Vẫn là kiểu dáng của dòng Touring rất là trường dáng. Đầu xe to bản với hệ thống đèn chiều sáng dạng LED, là đèn định vị dạng LED, full LED luôn. Và lốp thì là vành cỡ 14 inch. Và tất nhiên rồi, ở Honda PCX này thì vẫn chưa có ABS tại Việt Nam. Và phía sau đây là động cơ 150. Rồi cung cấp công suất là 14,4 mã lực cùng với moment xoắn là lên đến 13,6 Nm. Và khi chúng ta cộng thêm 1,8 mã lực nữa của động cơ điện vào để tăng tốc thì chúng ta sẽ có công suất lên đến hơn 16 mã, tức là mạnh hơn, cho cảm giác lái ban đầu bốc hơn. Khi cần tăng ga vượt xe khác cũng sẽ mạnh mẽ hơn, khỏe hơn. Đó. Đây là màn hình internet của Honda PCX 150 Hybrid. Hơi nắng một chút nên hơi bóng. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây sẽ có đồng hồ hiển thị chế độ lái này, tốc độ này, xăng này, số đô đã đi qua này. Và có cả đây, đèn idling stop, chế độ tạm ngắt động cơ khi dừng xe. Đó. Và sẽ nói thêm một chút nữa là ở cái xe hybrid này thì chúng ta sẽ có 3 chế độ lái khác nhau. Thứ nhất là chế độ lái idling, tức là có nghĩa là chúng ta sẽ lái bình thường và xe sẽ không ngắt động cơ khi tạm dừng. Bên cạnh đó là D, tức là drive, chế độ lái bình thường. Và ở chế độ này thì khi tạm dừng xe thì xe sẽ tự động ngắt động cơ để tiết kiệm nhiên liệu. Và cái cảm giác lái của chế độ idling và drive D khá là giống nhau. Tuy nhiên sẽ có một sự khác biệt lớn khi các bạn chuyển sang chế độ lái là S. Ở chế độ lái S Sport này thì xe bốc hơn hẳn ở những nước ga đầu tiên. Khi chúng ta xoắn mạnh tay ga một phát thôi thì có thể, nếu không chuẩn bị tâm lý thì sẽ bị giật ngửa người, và tôi đã vừa bị lúc nãy. Đó. Còn tại đây thì chúng ta sẽ có là ổ khóa thông minh. Rồi. Mở được cốp xe. Đây là cốp xe. Cốp xe của PCX Hybrid thì đã bé hơn, chỉ còn bằng khoảng độ một nửa so với PCX thông thường. Bởi vì tại đây đã thành vị trí đặt động cơ điện ắc quy to hơn rất là nhiều và chiếm diện tích. Đó, chỗ này chúng ta chỉ còn để được một mũ bảo hiểm cả đầu mà thôi, hoặc là những đồ lặt vặt. Ok. Rồi, dưới yên xe của PCX Hybrid chỉ có vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ mở bình xăng, vị trí bình xăng vẫn vậy. Và bình xăng của xe Hybrid này theo thông báo từ nhà sản xuất là có dung tích lên tới 8,4 lít. Khá là lớn đấy. Và tôi đã thử nghiệm mà lái trên đường lúc nãy thì đâu đó chiếc xe này sẽ tiêu thụ khoảng 1,6 đến 1,7 lít trên 100 km nếu mà đi đều ga. Còn nếu mà đi ẩu ẩu một chút thì có thể sẽ lên đến khoảng gần 2 lít 100 cây, cũng khoảng 1,9 thôi. Tức là tôi đánh giá là đây là một con số rất tiết kiệm với một mẫu xe sở hữu động cơ là 150cc. Đó. Chúng ta sẽ đi một vòng quanh chiếc xe này để xem. Đó. Ok, tôi sẽ review nhanh như vậy thôi, và một bài review chuyên sâu hơn sẽ được chúng tôi cung cấp đến trong thời gian tới đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.